Hi, welcome back to my channel. Let's get it going. Okay. Let's go. Oh my God. Rồi và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Let's go. Chỉ còn một món đồ thôi là các bạn sẽ hoàn thành được tựa này. Và xem món đồ đó đang ở đâu. Đây rồi. Ok, let's go. Và tựa gần tiếp theo. Statue. Day 3. Okay. Let go. Hey! Are you okay? Help me. My name is Ali Khabili, get me out of here. Okay, I help you, follow me. Trong tựa game này thì các bạn sẽ đi tìm kiếm hết mảnh chìa khóa màu vàng. Và khi đó thì các bạn sẽ đổ và lấy được một cuốn sách, và trong cuốn sách đó thì các bạn sẽ tiêu diệt được những con ma này. Hiện tại thì mình mới tìm được 2 mảnh chìa khóa. Đó, cứ như thế các bạn sẽ tiếp tục lên trên tầng 2 và tìm kiếm tiếp những mảnh chìa khóa còn lại, và sau đó thì các bạn sẽ lấy được cuốn sách ở trong cái sắt đó ra, và lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành được này. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Madhouse 13. Let's go. Ok. Đó, hoàn thành cho tầng 1 và chuyển sang chiếc tầng 2. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng game tiếp theo. Let go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm những chiếc chìa khóa, sau đó thì khi đủ các bạn sẽ mở được một chiếc hòm, và trong chiếc hòm đó có một món đồ để các bạn sẽ tìm cách để giải mã tựa game này. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cánh cửa ra. Các bạn sẽ phải đi từng tầng một để tìm kiếm những chiếc chìa khóa, và khi đó thì các bạn nên cứ lên tầng cao nhất ở đây, nó sẽ có một chiếc hòm, các bạn sẽ dùng những chiếc chìa khóa đó để mở chiếc hòm đó ra. Đây là một con miệng khổng lồ. Chiếc hòm đây đã mở ra rồi. Đây còn chiếc hòm này. Tầm 9 cây. Và cứ như thế các bạn sẽ đi tìm kiếm những chiếc chìa khóa nha. Ok. Vào từ cái tiếp theo. Các sẽ đi những điểm mình giấu như thế này, và sau đó thì sẽ đi tìm những chiếc chìa khóa hoặc crowbar và bẻ những cái hòm, và khi đó thì các bạn sẽ thu thập đủ 7 chiếc chìa khóa và mở một cỗ quan tài ở trong một ngôi nhà. Lúc đó thì các bạn bắt đầu sẽ đi tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp, và một bình ga, và bình ga này thì các bạn sẽ để ở chiếc máy kia và sẽ chạy, sau đó thì các bạn sẽ lấy được thêm một món đồ nữa. Ok, rồi mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Trong thời game này thì các bạn cũng vẫn phải tìm tất cả 8 cuốn sách, và khi đó thì các bạn sẽ quay về vị trí này, và lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành tựa game này và thoát khỏi nơi đây. Đó, và cứ như thế các bạn sẽ đi tìm kiếm tất cả 8 cuốn sách, và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành bài tập này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Như thế các bạn sẽ đi thu thập tất cả là 8 cuốn sách trong tựa này, và khi đó thì các bạn sẽ quay về phía ban đầu. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào cánh cửa exit và thoát ra khỏi đây. Các bạn sẽ phải đi từng cánh cửa một, và đây là bản đồ. Các bạn đang đi ở đâu hay là dừng ở đâu? Từ đó các bạn sẽ dùng tấm bản đồ này để các bạn phán đoán vị trí này, cũng như phán đoán xem là các bạn đã đi được đến những cánh cửa này. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa này. Ok.